Hello cả nhà ha. Thì đây là chợ Giant. Nó là một trong những siêu thị Mỹ mà mình với lại Leo hay đi. Mình có cảm giác là trong đó nó có nhạc. Nhạc nó hay bị quýnh bản quyền. Trong mình vô siêu thị thì siêu thị nó nhiều đồ lắm mọi người ơi. Đó. Nhưng mà thường thường á, những cái siêu thị này á, mình có thể coi cái phiếu nó có giảm giá gì á, mình mua cho bà con ở Việt Nam coi nha. Vợ chồng mình ăn thì cũng khá là ít nên mình không có đi mua những cái siêu thị bán lẻ, nó giống như Costco và Sam, đó là những siêu thị mà mình có thể mua sỉ, mình chỉ đi mua lẻ thôi mọi người. Bông rồi này kia nè, không bóng là mình vô đây. Nên là Leo mình hôm nay là đi mua những cái hàng bánh kẹo cho công ty của anh á. Tụi mình không có mua đồ ăn gì đâu. Nói chung là ăn chay nên là không có ăn gì nhiều hết á. Bánh kẹo nhiều lắm mọi người. Chợ nào cũng có bán. Siêu thị nào cũng bánh kẹo. Sắp tới là màu vàng nè. Tháng 8, tháng 10 là tới Halloween nữa nè. Bánh kẹo nhiều lắm. Kit Kat. Nói chung là nguyên vàng bánh kẹo. Hy vọng là nó đừng quánh bản quyền mình. Quánh bản quyền mình mệt quá. Mình ở đây nha bà con. Chào bà con cô bác, chào cả nhà Việt Nam nha. Mình không biết là Leo nhà mình mua gì. Đó, nó tắt nhạc khỏe gì đâu, nó tắt nhạc là mình nói chuyện đã luôn mọi người. Mua bánh kẹo là nghề của Leo. So you like Giant, you don't like the Costco, hả? Huh? Mint kẹo rồi rất là nhiều nha mọi người, kẹo bánh ngọt rồi. Ai thích ăn đồ ngọt nó nhiều kinh khủng luôn á. Mà sở thích ngọt là sở thích của Leo á. Mà giờ Leo mua là cho công ty chứ không phải mua cho Leo. Mua cho Leo là mơ mà sơn cho mua. Cho ăn đâu. Đó nhà Leo có quá trời kẹo. Em ăn em ha. Cái loại này là mình thấy ăn nó mềm nó ngon nè mọi người. Mình cũng lười ăn lắm, dính răng. Đó, ai thích kẹo thì ăn kẹo. Ừ, một vàng kẹo này nữa nè, thật là hấp dẫn. Rồi mấy cái hộ hũ chocolate nữa nè mọi người. Mười đồng mấy hũ ha. Cái này nè, người nào thích sự ngọt ngào thì đi tới đây. Quá trời đồ ngọt. Kẹo đủ kiểu. Okay. That enough. Rồi đồ ăn nè mọi người. Ăn thịt bò, thịt gà. Cái chỗ này mấy bữa mình đi lại, mình lại chích ngừa ở nhà thuốc ở trong siêu thị á. Mình được đăng ký chích ngừa ở đây. Nhiều. Nhiều lắm mọi người. Giờ Leo đi mua nước uống. Where are the drinks? Này là Coca-Cola, nó được khuyến mãi nè. Mua 2, tặng 2, tính tiền 2. Ngọt. Họ đang chất hàng lên. Siêu thị nào cũng vậy mà mọi người, nhiều siêu thị mà. Hàng nước ngọt.
quá trời nước ngọt mọi người. Trùng nó bự lắm, gì cũng có. Trùng nó có nhiều loại thức uống lắm mọi người. Đồ ngọt hay là những đồ ăn uống ở xứ này công nhận lắm. Nó làm ra nhiều thứ lắm. Mình không thể hình dung được là nó nhiều đến nỗi này không. You. Ở những cái siêu thị này mọi người, nó có bánh mì, bánh ngọt ha. Rồi bánh mì nè, bánh mì baguette nè, kiểu Việt Nam nè. Nóng hổi luôn á, vừa thổi vừa ăn á. Cái đó là một loại. Có một loại giống bánh mì Việt Nam nữa nè. Mấy bữa qua nhà chú Đẩu ăn á, là loại này nè. Ăn cũng khá giống bánh mì Việt Nam mình. Nên là ai không biết mua bánh mì Việt Nam thì tới đây mua ha. Nè, nó giống, khá giống bánh mì Việt Nam mình. Mà những nơi khác thì chưa ăn nên không có biết. Nhiều bánh lắm mọi người. Nước ngọt không. Thị nó rộng lắm bà con ơi, cái gì nó cũng có hết trơn, nó nhiều lắm. 5 trái 2 đồng, nai bắp 5 trái 2 đồng. Cà chua nè, này là hàng rau củ. Ừ, nó nhiều. This way. Có nước uống. Có nhiều người thì uống nước trong nước phong tên luôn á, trong vòi nước luôn. Nhưng mà mình phải mua nước. This one good. Buy the try anh em. 35 pack. Yeah. Two pack enough. Cashew. Đồ ăn, nói chung là đồ rau củ quả ở những cái siêu thị Mỹ thì nó rất là tươi nha mọi người. Nước uống thì khá là nhiều. What else you need? Highest Monday morning. But I gotta put these in the refrigerator to keep them cold. Okay. On morning, on today or tomorrow hả? Yeah. Nó có, nói chung là tỏi nè, tỏi ngâm đồ ha. Nói chung là thầm bà lặng. Gì cũng có trên củ hành đồ này kia nọ nè. Muốn mua gì cũng có mọi người. Rau củ. Ok, chuối nha mọi người, chuối chín ở đây nhiều lắm. Chuối chín, chuối già chín ăn rất là ngon. Sao mình lười ăn quá. Xoài đồ. Mua cam đồ cúng. Watermelon. You want watermelon? Leo want watermelon? Lựa dưa hấu ăn nha mọi người, dưa hấu bự. One with a big spot like this. Sáu đồng một trái. Like this. Oh, this one's gonna be good. Hope so. Be careful. Oh, break it there. Nhiều lắm mọi người, còn phía trong nữa. Mà nhạc nó mệt, nhạc mệt. Giờ mình check in ra ha. Cái hàng nào cũng đầy đồ ăn thức uống, đó, mấy giải đó. Xà bông gội đầu rồi ha. Tóc tai, sản phẩm cho em bé. Hàng kẹo hồi nãy mình mới vừa qua nữa đó. Có nhạc á mệt. Không có nhạc thì mình sẽ quay cho mọi người coi nhiều hơn. Dù gì cũng đi mà. Chung như là những thứ mình cần trong gia đình là nó sẽ có. Như đa phần mình ăn cái món của Việt Nam mình á, nên là
tính tiền ra thôi mọi người. Đây có nhiều loại sữa quá ha mọi người. Sữa Enfamil ha. Sữa Naturin. Sữa Enfamil. Sữa Milac chắc cho mấy bé ha mọi người. Nói chung là sữa ha. Đủ thứ các kiểu. Nói chung mình với lại Leo mua ra xong rồi đó. Giờ về. Mua nhiều là do Leo phải mua đồ nước ngọt cho công ty thôi chứ. Tụi mình không có. Tụi mình chỉ mua có một trái dưa hấu rồi mọi người. Ok, quay lại một chút cho mọi người. Ôi, rồi mọi người coi vậy thôi chứ không mua gì nhiều chưa. Cảm ơn mọi người ha. Cảm ơn con cô bác Sài Gòn. Cảm ơn cả nhà đã coi video nha. Nắng lên mọi người. Vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video tới. Bye bye. Bye.